Qua mùng 7 tháng 1 thì Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt đề án nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ hàng không tại các hãng hàng không dân dụng Việt Nam. Trong đó thì bộ này đề nghị các cảng hàng không nghiên cứu triển khai thêm một số dịch vụ tiện ích mới để phục vụ hành khách. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ngành hàng không tiếp tục duy trì phong trào bốn xin và bốn luôn, bao gồm xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và luôn nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, luôn giúp đỡ, luôn thấu hiểu trong giao tiếp và ứng xử đối với khách. Đồng thời, bộ này đề nghị trong điều kiện tại chỗ nên nghiên cứu triển khai thêm các dịch vụ tiện ích mới cho hành khách, cụ thể như là chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, sách báo, hoa tươi, thư giãn, siêu thị, dịch vụ lưu trữ ngắn hạn, dịch vụ văn phòng, v.v. Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh an toàn hàng không, bộ giao thông vận tải sẽ cho thành lập hội đồng cấp slot bay và tổ chức kiểm tra đánh giá lại khả năng năng lực khai thác của các cảng hàng không dân dụng để đảm bảo tham mưu hiệu quả chính xác trong công tác cấp slot phù hợp năng lực các bên liên quan trong công tác đảm bảo an toàn hàng không